Chú trọng đầu tư phát triển kinh tế, thúc đẩy hoạt động thương mại xuyên biên giới của các địa phương trên tuyến là rất cần thiết để hành lang phát triển mạnh mẽ, bền vững về dịch vụ logistics. Đó là nội dung được quan tâm tại diễn đàn phát triển dịch vụ logistics trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức vào sáng nay ngày 4 tháng 8 trong khuôn khổ Hội chợ quốc tế thương mại, du lịch và đầu tư hành lang kinh tế Đông Tây Đà Nẵng năm 2022. Tham dự diễn đàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn. Phát biểu khai mạc diễn đàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn khẳng định tầm quan trọng của ngành dịch vụ logistics và hành lang kinh tế Đông Tây. Đến nay, sau gần 25 năm hình thành, tuy đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng các địa phương trên hành lang vẫn chưa thực sự được đầu tư đúng mức để trở thành một hành lang kinh tế xuyên biên giới thực sự. Chính vì vậy, việc quan tâm chú trọng đầu tư phát triển kinh tế, thúc đẩy hoạt động thương mại xuyên biên giới của các địa phương trên tuyến là rất cần thiết để hành lang phát triển mạnh mẽ về dịch vụ logistics. Trong giai đoạn tới, dịch vụ logistics tiếp tục được Đà Nẵng là xác định là một trong những ngành quan trọng, tác động lớn đến tăng trưởng của thành phố. Thành phố cũng đang quyết liệt triển khai công tác xây dựng quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Với những định hướng lớn về phát triển hạ tầng, dịch vụ logistics cũng như đẩy nhanh tiến trình đầu tư các dự án trọng điểm giai đoạn tới như khu bến cảng Liên Chiểu, trung tâm logistics tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, trung tâm logistics và cảng cạn trên địa bàn thành phố. Bên cạnh những nỗ lực của thành phố, tôi cũng mong muốn Đà Nẵng cùng với các tỉnh bạn có thể liên kết xây dựng hệ thống logistics hoàn thiện, hiện đại nhằm giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, kết nối với dòng chảy thương mại quốc tế. Diễn đàn lần này gồm hai phiên, trong đó các đại biểu đã tập trung vào các vấn đề về phát huy vai trò của Đà Nẵng trong phát triển logistics trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, quy hoạch hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia và quốc tế nhằm nâng cao kết nối trên hành lang và giảm chi phí logistics, hiện trạng vận chuyển hàng hóa trên tuyến và một số đề xuất chia sẻ kinh nghiệm thu hút nguồn hàng quá cảnh trên tuyến và triển vọng phát triển, cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Với cái thu hút đầu tư, đặc biệt là những cái ngành đầu tư công nghệ cao, thì cái vai trò của sân bay, vai trò của trung tâm logistics hàng không là hết sức quan trọng. Một cái lý do mà tại sao những cái doanh nghiệp điện tử mà đầu tư ở khu vực phía Bắc nhiều, khi mà họ có thể tiếp cận cả cái nguồn nguyên liệu từ Trung Quốc cũng như là họ tiếp cận với sân bay nội bài để có được thị trường. Thế thì đây là một cái mà chúng ta cũng quan tâm, để nếu như chúng ta muốn thu hút các ngành đầu tư, đặc biệt là những công nghệ cao, chúng ta phải quan tâm đến logistics hàng không. Tôi hy vọng Việt Nam, đất nước hiện đứng thứ hai trong các quốc gia đầu tư vào Lào, sẽ quan tâm hơn nữa, sẽ có nhiều nhà đầu tư Việt Nam vào Lào trong thời gian tới. Tôi cũng mong muốn Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ tư vấn, thúc đẩy các doanh nghiệp và nhà đầu tư sang đầu tư hợp tác kinh doanh tại khu vực kinh tế đặc biệt Sa Văn Xê Nô và Cảng Cạn Xê Nô để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tỉnh Sa Văn Na Khệt trong việc vận chuyển hàng hóa qua tuyến hành lang kinh tế Đông Tây cũng như phát triển trên lĩnh vực giao thông, du lịch, nông nghiệp và công nghiệp. Diễn đàn lần này là dịp để Đà Nẵng và các địa phương trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ logistics, kinh nghiệm cũng như các đề xuất nhằm phát huy vai trò của các địa phương trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây và phát triển hành lang trong thời gian đến.